Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xử lý thẳng tay trừ phe ta, triết lý độc hại của Ngài Tổng. Vụ án Vạn Thịnh Phát đang được báo chí thổi bùng lên, đây là dấu hiệu sắp xét xử, bởi hệ thống tòa án Việt Nam là thứ tòa án công cụ, nên trước khi đưa ra xét xử một vụ án chấn động thì báo chí phải đi trước dọn đường, đặc biệt là với những quyết định sai quy trình tố tụng hoặc hành động bao che cho ai đó thì phải nhờ báo chí đồng loạt hô lên. Với 800 tờ báo trong tay và không cho phép bất kỳ tờ báo độc lập nào tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam, thì đảng Cộng sản dễ dàng định hướng dư luận theo ý của đảng. Hình ảnh tiền lệ xấu được ông Tổng gieo từ nhiều năm trước. Một vụ đại án như vụ Vạn Thịnh Phát thì sẽ dính đến nhiều nhân vật là quan chức. Tuy nhiên, mục đích của ông Tổng Bí Thư lâu nay không phải là ai có tội cũng đánh, mà ông chọn người để đánh. Ông chỉ đánh vào phe nào mà ông cho là cần phải đánh. Vì thế mới có chuyện ông Tổng chỉ đạo báo chí loại tên của 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB ra khỏi việc truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi từ nhiều tháng trước, chính ông Tổng đã để cho ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Minh Trí nói về cái gọi là tham nhũng nhưng không vụ lợi. Được biết, tháng 8 năm 2017, đoàn thanh tra liên ngành được thành lập với 18 thành viên, gồm 9 người thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, 2 người thuộc kiểm toán nhà nước, 4 người thuộc thanh tra chính phủ, 3 người thuộc Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Đoàn này có nhiệm vụ thanh tra hoạt động của ngân hàng SCB. Kết quả điều tra xác định cả 18 thành viên đoàn thanh tra này đều nhận tiền từ SCB, trong đó người nhận nhiều nhất là trưởng đoàn Đỗ Thị Nhàn, vụ trưởng vụ 1, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng với 5,2 triệu USD, tương đương 118 tỷ đồng. Dù vậy, chỉ có bà Nhàn bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. 10 người bị đề nghị truy tố lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. 7 người còn lại được đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Hình ảnh dọn đường cho việc lọc ra những người phe ta, nhúng chàm. 7 thành viên đoàn thanh tra nhận tiền từ SCB nhưng được đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, gồm 3 người thuộc kiểm toán nhà nước, 3 người thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và 1 người thuộc thanh tra chính phủ. Đây rõ ràng là sự chỉ đạo chọn người mà xử, và tất nhiên phía Tô Lâm tìm mọi lý do có thể để bao biện cho hành động này. Tiêu chuẩn kép chính là hình thức xử lý người này nhưng không xử lý người kia, mặc dù phạm một tội giống nhau, có cùng hành vi tương tự nhau. Như việc bắt người mẫu Ngọc Trinh nhưng lại không bắt hai diễn viên xiếc quốc cơ quốc nghiệp có cùng những hành động nguy hiểm khi biểu diễn trên xe mô tô đang chạy trên đường. Tiêu chuẩn kép chính là một dạng khác của quy tắc áp dụng luật cho tất cả trừ tao. Chính ông Trọng vẽ ra một luật giới hạn tuổi, nhưng rồi cũng chính ông vẽ ra luật loại trừ bằng suất đặc biệt. Và điều đáng nói là quy tắc độc hại này đang lan truyền trong đảng. Hiện nay, quy tắc này được áp dụng cho trường hợp của đoàn thanh tra ngân hàng SCB. Trong đoàn này cần phải chọn ra người để trị. Hình ảnh tiêu chuẩn độc hại đang phát tác. Đây là tiền đề để cho chính quyền Cộng sản xử lý những trường hợp về sau. Trong những trường hợp cần phải chọn người để xử, một khi quy tắc này được áp dụng ngày càng rộng rãi thì xã hội Việt Nam ngày càng loạn. Tuy nhiên, người dân vẫn bất lực, không thể làm gì được. Ông Tổng Bí Thư đang để lại thành tích chống tham nhũng rất ấn tượng. Những thành tích này đủ để thuyết phục nhiều người rằng ông Tổng là người tốt. Và đây chính là bức màn che mắt người dân, để họ không thể nhìn thấy được cái di sản nguy hiểm mà ông Tổng để lại. Đó là xử lý thẳng tay trừ phe ta. Chế độ này vốn là bất công, nhưng nay lại phổ biến thêm cách hành xử theo tiêu chuẩn kép, thì bất công càng ngất trời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin xử lý thẳng tay trừ phe ta, triết lý độc hại của Ngài Tổng. Ấn Hoàng đế Chi Bảo và câu chuyện thật giả. Ngày 6 tháng 12, AFA tiếng Việt có bài Ấn Hoàng đế Chi Bảo hồi hương là ấn thật hay giả? AFA cho biết liên quan đến Ấn Hoàng đế Chi Bảo hồi hương là ấn giả hay thật, AFA đã trao đổi với một số chuyên gia về lịch sử Triều Nguyễn và cung đình Huế về thông tin chiếc ấn Triều Nguyễn từ thời Minh Mạng đã bị thất lạc và chiếc ấn truyền lại sau đó là ấn giả. Đây là thông tin được nêu trong sách Một đời trong mắt bảo do tiến sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên giáo sư luật khoa và văn khoa ở Sài Gòn trước 1975 chấp bút.
Cuốn sách ghi lại những hồi ức về cuộc đời của bà Ngô Đình Thị Hiệp, con gái của Thượng Thư Ngô Đình Khả và em gái của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, về những gì mà bà chứng kiến và được kể lại về Vương Triều Nguyễn và lịch sử Việt Nam từ sau 1945. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn ý kiến của tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, nguyên giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết, theo thông tin của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, thì chiếc ấn vua Hàm Nghi mang theo và thất lạc trong rừng là ấn Ngự Tiền Chi Bảo, làm từ thời vua Gia Long, và không có thông tin về ấn Hoàng đế Chi Bảo từ thời Minh Mạng bị thất lạc. Theo ông Sơn, có các cơ sở để phán đoán như vậy. Một là quốc ấn hay công ấn, dùng để đóng lên các văn bản công của quốc gia. Hai là tư ấn. Thứ hai, quốc ấn làm bằng vàng bạc, kích thước lớn. Vua sống trong điện Càn Thành và các tư ấn thì đặt tại đây. Còn các quốc ấn thì đặt tại điện Cần Chánh. Thứ ba, khi xảy ra vụ thất thủ Kinh Thành Huế vào rạng sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi mới 12 tuổi, không phải là người chủ động và lúc đó vẫn ở trong điện Càn Thành. Vua Hàm Nghi không phải ở tâm thế của người thua cuộc, không nghĩ là phải bỏ chạy, nên không có lý do gì để ông chuẩn bị sẵn, mang các quốc ấn bên điện Cần Chánh rút lui vào rừng sâu. Hình ảnh quốc ấn Hoàng đế Chi Bảo. Nhưng bất thình lình có người mở cửa sau cho quân Pháp vô, đốt được một kho đạn làm cho phát nổ, khiến quân Nguyễn bị vỡ trận, triều đình phải rút khỏi kinh thành. Trong tình huống như vậy, vua Hàm Nghi chỉ có thể mang theo những chiếc tư ấn đặt tại chỗ của ông ở. Khả năng ông sang điện Cần Chánh lấy quốc ấn để mang theo là khó xảy ra. Theo AFA, ngoài tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, người tham gia giám định ấn Hoàng đế Chi Bảo mua về từ Pháp là tiến sĩ Phạm Quốc Cung, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, và tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, đương kim giám đốc của bảo tàng này, họ đều khẳng định ấn này là thật. Tiến sĩ Sơn nhận xét, sách Một đời trong mắt Bảo được ghi chép gián tiếp qua nhiều bậc. Vua Thành Thái nói với các đại thần lúc không có mặt ông Ngô Đình Khả. Ông Ngô Đình Khả được kể lại và sau đó kể cho bà Ngô Đình Thị Hiệp. Bà Hiệp kể cho ông Nguyễn Văn Châu và ông Nguyễn Văn Châu kể lại cho độc giả. Do đó, mức độ khả tính của thông tin này là rất thấp. Hình ảnh bà Ngô Đình Thị Hiệp, con gái của Thượng Thư Ngô Đình Khả, em gái cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và là mẹ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. AFA dẫn ý kiến của tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ, đồng quan điểm cho rằng chiếc ấn thất lạc trong cuộc kháng chiến của vua Hàm Nghi là Ngự Tiền Chi Bảo, không phải Hoàng đế Chi Bảo. AFA cũng dẫn lời tiến sĩ Trương Nhân Tuấn nói rằng trong Đại Nam Thực Lục ghi là vua Hàm Nghi khi xuất cung chỉ mang theo ấn văn lý mật sát mà thôi. Tài liệu của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 viết rằng nhà Nguyễn chỉ có hai cái ấn văn lý mật sát, một làm dưới thời Gia Long và một làm dưới thời Đồng Khánh. Ông cho rằng cái ấn vua Hàm Nghi đem theo là cái ở thời Gia Long. Ngoài ra, theo tiến sĩ Tuấn, ngày 28 tháng 8 năm 1945, ông Phạm Khắc Hòe, Giao Ngọc Tỷ truyền quốc, Đại Nam Thụ Thiên Vĩnh Mệnh truyền quốc tỷ cho chính quyền cách mạng. Chiếc Ngọc Tỷ này còn quý giá hơn cái ấn vàng kia vì nó biểu tượng cho quyền lực quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Ấn Hoàng đế Chi Bảo và câu chuyện thật giả. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.